Tôi là một người sử dụng điện thoại phổ thông bình thường. Còn tôi là một người dùng điện thoại chuyên để chụp ảnh và quay phim. Trước mặt hai người là chiếc điện thoại mới đến từ nhà Oppo, Oppo Reno 8 Pro. Dựa trên góc nhìn và kinh nghiệm của mỗi người, hãy đánh giá camera của chiếc điện thoại đã gây sốt khắp các trang mạng xã hội những ngày qua. Thì không biết anh thấy sao chứ người dùng bình thường như em á, mới nhìn vào cái điện thoại này là đập ngay vào một điểm ăn tiền, đó chính là phần camera không quá lồ như những thiết kế điện thoại bây giờ, tạo cho người dùng một cái cảm giác gì đó an tâm hơn khi đặt điện thoại lên bàn. Bởi vì á, là bây giờ hãng công nghệ luôn muốn đưa nhiều tính năng vào camera hơn, như là chống rung quang học nè, mở rộng khẩu độ để người dùng có thể chụp trong tối tốt hơn. Vô hình chung cũng là để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng mà camera ngày càng dày hơn. À, em có nghe nói là năm nay camera được nâng lên độ phân giải là 50 megapixel. Mà không biết là trong điều kiện chụp bình thường á, thì 50 megapixel cho ra chất lượng hình ảnh khác gì so với chế độ bình thường ta? Đây đây, để anh show cho em liền luôn. Mới nhìn vào bức hình này thì có thể thấy ở hai bức ảnh không có sự khác biệt. Nhưng mà khi zoom cận bức ảnh lên thì ta có thể thấy chi tiết mà bức ảnh 50 chấm cho ra có phần sắc nét và rõ hơn. Mọi người cần một bức hình có thể zoom lên tốt hơn thì có thể chọn chụp ở chế độ 50 megapixel. Và thêm một mẹo nữa để chụp hình sắc nét trên con Oppo Reno 8 Pro này, đó chính là sử dụng chế độ siêu HD. Thì với chế độ này á, tốc độ xử lý sẽ chậm hơn một chút xíu, bù lại là khi bức ảnh zoom lên á, nó sẽ không bị bể và sắc nét hơn. Trên máy này cũng có chụp góc rộng nữa hả anh? Có chứ em. Tuy chỉ là 80 megapixel thôi nhưng mà máy có sử dụng công nghệ AI giúp nhận diện các vật thể tốt hơn. Từ đó thì chất lượng hình ảnh cho ra cũng tối ưu hơn nhờ rất là nhiều thuật toán xử lý khác nhau. Màu sắc cũng nịnh mắt người dùng hơn tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Nhưng mà em thấy là giới trẻ hiện giờ chuộng mua điện thoại chụp chân dung nhiều hơn. Bởi vì cái điện thoại cũ của em á, chụp chân dung nó bị lẹm với lại xóa nhầm chỗ. Không biết Oppo Reno 8 Pro thì nó sẽ như thế nào ha? Đúng như nãy anh mới nói, AI trên con này nhận diện khá chính xác nên chụp ở nhiều góc vẫn cho ra hình chụp chân dung được xử lý hậu kỳ khá tốt. Một phần cũng là do sản phẩm nhận được sự ưu ái của Oppo khi mà trang bị cho em nó Mari Silicon X, tương tự như dòng Find X5 Pro cao cấp của hãng. Cho nên hình chụp ở cả hai máy khá tương đương về chất lượng với nhau. Cứ nhìn vào tấm hình chân dung của máy này, quá tốt. Khi mà phông nền không cắt lẹm đi chủ thể là bạn mẫu ở đây, xóa cực kỳ chân chu, mượt mà luôn. À đúng rồi, em cực kỳ ưng chất lượng quay video từ con máy này luôn. Em có sử dụng thử chế độ 60fps kết hợp với chế độ quay chống rung á, thì chất lượng cho ra cực kỳ là ổn định, rất là đúng kỳ vọng của em. Nhưng mà giá như tính năng chống rung khi quay video được áp dụng luôn khi quay 4K 30fps á, thì đây sẽ là một điểm nâng cấp đáng tiền hơn nữa. Nhưng mà đối với 1080p á, với anh thì cũng đã đủ lắm rồi. Về cái tính năng macro trên cái con Oppo Reno 8 Pro này á, thì em thấy ít người dùng cái tính năng này lắm, thường là chụp chẹt cho vui thôi à. Không biết là cái tính năng macro trên con Oppo Reno 8 Pro này nè, có khác gì so với những con cùng tầm giá không anh? Nói về sự khác biệt á, thì có, nhưng mà nó không quá lớn để nhận ra. Để mà tạo nên được những tấm ảnh macro nghệ như này á, thì Reno 8 Pro chắc chắn là cân được hết luôn. Tuy lúc lên live view màu sắc có hơi nhợt nhạt so với thực tế, nhưng mà cá nhân anh thấy như vậy là ổn để dùng rồi. Mình có thể về hậu kỳ bức hình lại sau. Ủa, gì vậy? Cúp điện hả ban tổ chức? Khoan, nghe danh đâu là con này chụp đêm khét lắm. Với điều kiện như vậy thì máy xử lý khá chậm, nhưng bù lại chất lượng hình ảnh cho ra có vẻ sáng hơn nhiều so với mắt người nhìn ở ngoài thực tế. Cũng khá là đỉnh đó chứ. Và cũng tương tự như chụp ảnh thì quay video trong điều kiện thiếu sáng cũng là một sự lễ phục của mình với Oppo. Thước phim quay ra khá mượt và không có nhiều thay đổi so với điều kiện ánh sáng thông thường. Chắc chắn là camera trước sẽ là phần được quan tâm nhất, bởi vì từ trước đến nay á, đây là phần được xem là thế mạnh của Oppo. Nhưng năm nay được thêm một cái á, là em thử nhìn một vài tấm hình selfie này đi. Oppo đã tinh chỉnh mảng hậu kỳ của cam trước. Màu da cũng như là chất lượng hình ảnh rất là chân thực, không còn quá ảo như là ngày xưa nữa. Bây giờ là với chế độ chân zoom á, chụp tấm nào là ăn ngay tấm đó. Ở đây còn có thêm bộ lọc màu nữa cho các bạn tha hồ sống mã cho các sự kiện, như là sắp tới là có Halloween nè. Chân dung màu AI sẽ giúp tách chủ thể ra khỏi nền bằng cách trắng đen hóa phần phông nền, giúp làm bật chủ thể hơn, giúp tấm hình cho ra có vẻ ma mị và huyền bí hơn. Hoặc là với chân dung bokeh flare giúp đèn nền sau khi xóa phông sẽ có ánh sáng dạng tròn, trông ảo diệu hơn nữa. Và còn các bạn thấy sao? Hay, vậy là cũng hết rồi ha. Đó chính là tất cả những chia sẻ và trải nghiệm cá nhân của mình đối với camera trên con Oppo Reno 8 Pro. Và đây cũng là chiếc điện thoại khiến cho mình có cái nhìn khác đi về công nghệ chụp hình của Oppo. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.